Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay trời cũng đã bắt đầu se lạnh rồi, có nghĩa là Tết cũng gần kề chúng ta rồi đúng không mọi người? Sáng nay trời se lạnh, mình đi chợ mình mua trứng cút và thịt ba chỉ về để mình làm thịt kho trứng cút nha mọi người. Thịt ba chỉ mình mua này trước tiên thì mình rửa sạch trước nha. Trứng cút mình cũng đã luộc chín rồi, mình cho ra gỗ mình để nguội nha mọi người. Khi luộc chín rồi thì mình để qua một bên ha. Giờ thì mình bắt chảo lên bếp mình luộc thịt sơ qua nha mọi người. Thì ở đây mình có lột hành tây đó, mình lấy vỏ hành tây để mình luộc thịt cho nó không bị hôi và thịt nó trắng nha. Mình bỏ thêm một ít muối nữa. Sau thời gian luộc thịt tầm khoảng 3 đến 5 phút á, mọi người để ý thấy thịt săn lại thì chúng ta vớt ra nha mọi người. Rồi sau khi mà chúng ta vớt thịt ra rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước nha. Tết cũng đã gần kề rồi, mọi người có thể làm nồi thịt kho trứng cho gia đình của mình thưởng thức á. Nó sẽ rất là ngon trong ngày Tết nha. Sau khi thịt chúng ta đã rửa sạch rồi, chúng ta có thể thái vừa ăn nha mọi người. Mình có thể thái vừa ăn theo từng khẩu vị của mỗi người nha. Sau khi đã thái xong, mình sẽ cho ra tô mình để gáo nha mọi người. Mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu để mình ướp thịt nha. Mình có hành tím, ớt, tỏi và mình sẽ đâm dập ra nha mọi người. Mình cho hành tím, tỏi, ớt vào chung để mình đâm để cho dập nha mọi người. Thì sau khi đã đâm xong thì mình cho vào thịt để mình ướp nha. Rồi đến phần nguyên liệu ớt của mình thì có một muỗng đường và một muỗng hạt nêm và hai muỗng nước mắm. Mình cho nguyên liệu vào xong rồi mình trộn đều để tầm khoảng 30 phút với 1 tiếng nha mọi người. Tết này mọi người có thể làm thử món này rất là ngon cho gia đình của mình nha. Sau thời gian ướp thịt khoảng 30 phút thì bây giờ mình làm caramel để mình áp chảo thịt nha mọi người. Khi mình thấy màu caramel đã màu được rồi thì mình cho thịt vào để mình áp chảo tầm khoảng 5 phút nha. Bây giờ thì mình áp chảo tầm khoảng 5 phút, mình không có cho nước vào hay là gia vị vào trước nha mọi người. Trong thời gian áp chảo này mình sẽ là chảo đều các miếng thịt để cho thịt có thể là thấm đều các gia vị cũng như là caramel cho màu nó được đẹp lên nha. Tết này mọi người có thể thử làm món này nấu cho gia đình của mình ăn rất là ngon nha. Sau khi mà thịt mình đã áp chảo đều rồi á thì mình có thể là cho nước sôi vào nha mọi người. Cái này là mình cho nước sôi phần khoảng là 150ml trước nha. Khi mà cho nước sôi vào rồi á thì mình đun lửa vừa nha mọi người. Và mình cũng sẽ là cho cái phần gia vị ướp thịt lúc nãy vào luôn nha. Này mình sẽ để là lửa vừa và mình chở cái miếng thịt đều để cho có thể thấm các gia vị nha mọi người. Trong thời gian mình để lửa vừa cho thịt đó, thì mình lấy trứng cút ra để mình bóc vỏ nha mọi người. Thì trứng cút thì giờ nó cũng đã nguội rồi, mình bóc vỏ nó sẽ dễ hơn ha. Giờ thì nước thịt cũng đã gần cạn rồi, thì mình cho 200ml nước dừa vào và mình cho trứng cút vào để mình kho chung luôn nha. Cái này là mình mở lửa vừa nha mọi người. Đến khi mà nước sạch lại rồi thì mình có thể tắt bếp và thưởng thức ha. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.